Mọi người có biết là vì sao hôm nay mình hồi sáng tới giờ mình quay tới mấy cái video không? Hiện giờ mình quay video là mình đang đứng từ trong nhà, từ trong phía cửa sổ quay ra ngoài qua màn ảnh của cái phim này, cái video này thì mình thấy rất là tươi tắn ha, còn màu xanh ha. Nhưng khi mình bước chân ra khỏi cửa đó thì đó là một cái heat wave, một cái sức nóng dễ sợ lắm, sức nóng như là trong lò lửa, trong cái lò nướng thịt gì đó. Cho nên mình muốn làm cái video này để nhắn gửi cho mấy bạn đang trồng cây làm vườn ở xung quanh nhà là mình cũng cần phải có một cái vòi nước đó. Hiện giờ mình đang làm đó, cái vòi nước đó mình để vô những cái chậu của cây của mình đó cho nó nhỏ giọt giọt xuống để cho cái cây không quá nóng đến nỗi bị chết. Hồi nãy chút xíu nữa là cây của mình chết hết rồi. Khi mình nhìn thấy nó bị héo lá hết trơn, toàn bộ rủ xuống hết giống như là cháy luôn rồi đó, thì mình nghĩ là nó tiêu tùng rồi. Thì mình dặn là cái vòi nước để cho nó nhỏ giọt vô như vậy đó. Thì bây giờ những cái chậu này mình sẽ cho nó nhỏ giọt như vậy, vì Sydney dạo này cũng có cái lệnh là xài hạn chế nước vì đang hạn hán và cháy rừng, cho nên mình cũng không có muốn là làm hao nước ở Úc này, ở Sydney này, cho nên mình nhỏ giọt thôi để cứu mấy cái cây của mình. Những cái cây của mình nó trồng rất là lâu nó mới leo được tới đây, mà nếu gì một hai lần hai ngày nắng hạn này, bữa nay là 45 độ đó, cho nên hiện giờ nó đã bị cháy hết rồi nè, cháy héo hết rồi. Sẽ lát ở ngoài mình có lấy cái nón đội lại, nhưng mà điều nó bị ấy rồi, nó bị héo hết rồi. Còn cái chậu mà cái chậu ớt con của mình đó, mình thấy nó cũng tiêu tùng mà không biết cứu được hay không thì không biết. Nhưng mà hiện giờ cái chậu của mình á, tạm thời á, thì nó cũng lấy lại sức khi mình nhỏ giọt nước vô chậu. Nhớ nha, thôi bây giờ như vậy đó, nếu mà cây cối mà chết hết thì cũng không phải là chuyện tốt cho môi trường. Thành ra mình cứ làm như vậy, vừa không hao nước nhiều của nơi mình đang ở, và mình cũng cứu giúp lại một chút xíu môi trường cây xanh xung quanh nhà mình ha. Nóng quá không tốt, không có gì là tốt hết, cháy rụi hết trơn luôn. Ok, video mình chấm dứt nha, cần phải cứu cây cối mới được. Cứu người là một chuyện rồi, cây cối mình cũng cần phải cứu luôn, cái nào cũng quan trọng hết á. Ok, mình thấy nó thật sự là nó đã hiệu quả đó nha. Hồi nãy là cây này dưa leo của mình là coi như là xí rồi, xí lắc léo rồi, chết queo rồi, mà mình nhỏ giọt nước vô cái chậu thì thấy nó có tỉnh lại đó. Ừ, nhưng mà cái đó thì mình thấy cũng lạ lắm, chi cây sen của mình bình thường nó không có phát triển đâu, hôm nay trời nóng 45 độ thì tự nhiên những cái lá nó xòe ra rất là lớn luôn. Như vậy là chỉ có cây sen là mới chịu nổi cái khí hậu này thôi đó. Yeah, cây sen bùng lên sống rất là mạnh. Còn cây nào như cây sen nữa không thì mình không biết, còn những khác thì thấy rất là nguy rồi, rất là nguy rồi. Chỉ có cây sen tốt quá. Bye bye mọi người, giữ gìn sức khỏe. Bye.